Đây món này là món mì cay. Cái vấn đề là cái nhìn thấy chưa? Cái cây máy của anh đó. Ủa, người quen mà không nhận ra đúng không? Em nhìn gì đó thấy quen lắm mà. Anh Phong. Đây có món có mì nè. Này là món mì cay thập cẩm. Con mẹ đó là em cũng phải tính. Đây để này là để cắt cái tiếng. Ai biết là ai đâu mà anh lo. Ok, cái này là gì? Hải sản đúng không? Ờ, mì cay hải sản. Cái này là thập cẩm. Thập cẩm khác cái gì không biết nữa. Ok, cái này đũa mới rồi, ăn đi các bạn trẻ. Quay review thôi. Cái món này chắc nhiều nơi có mà. Không nói cái đó là cấp 2. Cấp 2, cấp 0. Tại người ta coi clip người ta không có biết cay hay không cay. Người ta không biết cay hay không cay, người ta chỉ coi cái món thôi, cái đồ thôi. Mình ăn món mì cay cấp 3.